Hello cả nhà. Cái bông quỳnh nhà mình đẹp quá nè. Nó nở đẹp quá. Đây là nó nổi đây nè. Hai bài cũng nở nữa nè. Chảy. Bên này trời gió quá trời luôn. Trái nè. Trái này bé ăn được rồi nè. Nó màu hồng hồng. Cái này là blueberry nè. Cái quả của mình bữa nay nó ra, nó nở bông cao hơn mình nữa. Nhà mình trồng nó cao dễ sợ luôn. Tưởng cái quả nó khoảng 2 feet thôi mà cái này nó cao lên tới cửa sổ kìa. Đó, cái cây này nó thấy cao dễ sợ luôn. Bữa nay trời gió quá trời. Cái đồ bông nước hồi đó có một cái mà hư rồi mà bông hồng mình nở đẹp hơn. Bông này mình mua hồi năm ngoái cho Mother Day, chị Kỳ mua cho mình. Cái cây này trái còn đầy nè, cục vàng kìa, cục vàng đang ngồi kìa.